Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Zone. Và cũng đã lâu lắm rồi mình chưa có lên một video về iOS lần nào. Vậy cho nên là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về iOS 16.5 RC, một phiên bản beta mà Apple cũng đã cho mắt trong thời gian gần đây. Mình cũng đã lên và đã trải nghiệm phiên bản này được khoảng tầm một ngày. Và sau đây sẽ là những chia sẻ của mình về phiên bản iOS 16.5 phiên bản RC này nha. Và bên cạnh phiên bản iOS 16.5 RC dành cho iPhone nè, thì Apple cũng đã cho thử nghiệm nhiều phiên bản RC khác nhau dành cho các thiết bị ở trong hệ sinh thái của mình. Chẳng hạn như là iPadOS 16.5 RC nè, rồi macOS 13.4 RC, rồi watchOS 9.5 RC, vân vân. Và nếu như mà các bạn thích những phiên bản này thì các bạn có thể lên website Beta Profile Desk để có thể tải về và cập nhật nha. Ok, và đây chính là phiên bản iOS 16.5 RC mà mình đã có vừa cập nhật lên. Thì các bạn có thể thấy được là mức dung lượng của nó lên tới là 5,22GB, một mức dung lượng mà mình cảm thấy tương đối khá là nhiều, và mình đã mất khoảng tầm hơn một tiếng thì nó mới có thể cập nhật xong. Và mình sẽ cho các bạn xem luôn, thử xem là số bản dựng của phiên bản iOS 16.5 RC này là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ có mã số bản dựng là 20F65. Và theo dự kiến thì trong khoảng tầm tuần sau hoặc là 2 tuần sau nữa thì chúng ta sẽ đến với phiên bản 16.5 chính thức. Vậy thì trong video ngày hôm nay 16.5 RC chúng ta sẽ có những gì đặc biệt? Rồi, và đến với điểm cập nhật đầu tiên ở trên phiên bản iOS 16.5 RC này, các bạn có thể thấy nó của mình có gì mới không? Đó, chúng ta sẽ có được một cái màn hình mới ở trên phiên bản iOS 16.5 RC. Các bạn chỉ cần vào phần cài đặt nè, sau đó chọn vào phần hình nền, rồi theo hình nền mới nè, kéo xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái mục đó là Price. Thì bộ thiết kế màn hình này sẽ tôn vinh cộng đồng LGBT. Thì chúng ta sẽ có hai phiên bản. Phiên bản này là phiên bản cũ nè, và phiên bản mới là phiên bản này. Đó, nó khá là đẹp đúng không? Rồi, và khi mà chúng ta thêm vào thì chúng ta sẽ có được một cái hình nền như thế này. Đây, mình sẽ transform, là kiểu biến hóa từ màn khóa sang màn chính nha. Đó, nó nghệ không? Nó tuyệt vời không? Đó. Thì cá nhân mình thì mình thấy là mình khá là thích cái hình nền này của Apple. Nó trông khá là nghệ thuật đó. Rồi, bên cạnh việc Apple update thêm màn hình mới thì chúng ta sẽ còn một số những cái sự cải tiến về phần về ứng dụng Apple News nè, cũng như là Apple TV. Nhưng mà tuy nhiên thì hai ứng dụng này nó không có thực sự phổ biến tại Việt Nam, cho nên là mình sẽ không có đem ra nói về ở đây nha. Rồi, bên cạnh về những cái sự cải tiến cũng như là update thì Apple cũng đã có gọi là khắc phục một số những cái lỗi vặt ở trên phiên bản iOS 16.5 RC này. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ có một số sự cố khiến cho Spotlight có thể trở nên không phản hồi nè. Thì cái này Apple đã có fix được. Rồi, hay là giải quyết một số sự cố khiến cho podcast trong CarPlay có thể không tải nội dung được nè. Rồi, cái cuối cùng đó là Apple đã khắc phục một sự cố khiến cho cái cài đặt thời gian sử dụng á, nó có bị reset lại nè, và nó không có đồng bộ hóa ở trên tất cả các thiết bị của Apple. Thì ba cái này Apple cũng đã có fix được rồi, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nha. Ồ các bạn ơi, nhưng mà tuy nhiên nha, khi mà mình sử dụng nha, mình lại phát hiện ra thêm một cái lỗi ở trên phiên bản iOS 16.5 RC nữa. Mình không chắc là đây là một cái lỗi nó liên quan tới hệ điều hành này hay không, hay là nó lại liên quan tới màn hình nền này. Đó là khi mà mình set qua màn hình nền này nè, rồi mình chọn bấm ảnh nè, đó, nó lại biến thành màn khóa. Vô lý không? Cái lỗi ngớ ngẩn này mà Apple lại để nó xảy ra ở trên chiếc iPhone 12 Pro này của mình. Đây, mình sẽ thử lại lần nữa nè. Đó, mình xóa hết cài đặt nè. Rồi đó, mình vô ảnh nè. Đó, nó tự động chuyển màn khóa luôn. Và khi mình vuốt lên nè, nó sẽ vô ở bấm ảnh. Đấy, thì đây chính là lỗi đầu tiên mà mình đã có phát hiện được ở trên phiên bản iOS 16.5 RC này. Nếu như mà các bạn là một người thích chụp ảnh nè, các bạn thích chụp xong rồi phải có ảnh, thì mình thấy là cái lỗi này nó khá là bất tiện khi mà mình sử dụng. Nên là mình hy vọng là Apple sẽ fix sớm ở trên phiên bản iOS 16.5 chính thức nha. Đó, nó kiểu gì mình không chịu nổi nè. Đó. Không thể nào mà chịu nổi được.
Ok, và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục bàn về những cái chỉ số quan trọng khác như là về hiệu năng nè, như là về pin, về nhiệt độ. Thì ở đây về hiệu năng nè, thì mình sẽ test trên ở phần mềm là Geekbench 6 với chiếc iPhone 12 Pro này của mình nè, với iOS 16.5 RC để xem được là CPU benchmark này nó sẽ có được điểm số là bao nhiêu nha. Rồi, và sau khoảng 3 phút mà mình đã có đo được thì chúng ta sẽ có được kết quả, đó là điểm đơn nhân sẽ là 2035 điểm và điểm đa nhân sẽ là 4429 điểm. Thì xét về mặt lý thuyết thì điểm số này nó cũng xem chênh lệch nhau không có quá là nhiều so với thế hệ trước. Nên là xét về điểm số, xét về lý thuyết thì mình đánh giá là iOS 16.5 RC nó cũng không có sự đột phá nào về mặt hiệu năng cả. Để nói về trải nghiệm thực tế của mình thì sau một thời gian, đúng là một gọi là một ngày nha, thì một ngày mình trải nghiệm về iOS 16.5 RC thì mình cảm thấy là ngoại trừ cái lỗi nó ngớ ngẩn như thế này ra thì mình không hề gặp bất kỳ tình trạng gọi là giật lắc nào khi mà mình chơi game nè, khi mà mình lướt Facebook nè, và kể cả khi mà mình xử lý nhiều công việc một lúc, mình đa nhiệm nè, rồi mình mở app các ứng dụng á, thì mình không gặp tình trạng giật lắc đâu cả. Nên là các bạn nếu thích thì các bạn cứ lên nha. Mình là mình thích cái hình nền này nên là mình mới update lên thôi. Còn nếu như mà mình biết là có cái lỗi này nè thì mình sẽ không bao giờ update lên. Còn xét về nhiệt độ thì trong khoảng tầm 30 phút mình có chơi hai tựa game, đó là PUBG Mobile nè và Liên Quân Mobile, thì ở nhiệt độ của mình đã có đo được trong tầm khoảng từ 33 độ C trở xuống thôi. Thì mình thấy là mức nhiệt độ này nó nằm ở mức là ổn, nó không có nóng lên quá nhanh, cho nên là các bạn cứ yên tâm update lên phiên bản iOS 16.5 RC này nha. Apple thực ra thì chỉ fix một vài những cái lỗi liên quan về những cái tính năng thôi, còn về khả năng xử lý của chip như nào thì nó vẫn như là các phiên bản iOS thế hệ trước đây. Rồi, ok, và đó là tất cả những chia sẻ của mình về phiên bản iOS 16.5 RC này. Theo cá nhân mình thì mình thấy được là nếu như mà các bạn cảm thấy những cái lỗi này nè, lỗi ngớ ngẩn này nè, nó không có đáng là bao nhiêu, thì các bạn cứ nên update lên để có thể trải nghiệm. Thứ nhất là màn hình mới nè, thứ hai là chúng ta sẽ được fix một vài những cái lỗi lặt vặt như là spotlight nè, như là đồng hồ nè. Và bên cạnh đó thì về khả năng xử lý ổn chip á, thì nó cũng ổn định nè và không có bị nóng lên về phần nhiệt độ. Nhưng đối với mình thì mình sẽ không có update lên phiên bản này bởi vì mình rất là ghét những cái lỗi nó bị crash như này. Đó. Thêm lần nữa nè. Đấy. Đó, ok. Và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube của TopZone nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.